Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục trải nghiệm ép thực tế cái áo hiền tinh 7 và phẩm chất 7-8 gì đó thì tùy theo chúng ta rút thôi cho anh em xem. Cũng như những video trước thì Khải cũng trải nghiệm cho anh em sơ qua cái nón. Cái nón thì Khải cũng đa số ép hiền tinh 7 thôi anh em ơi. Tại vì vào thực tế thì sau khi ở bên vào ngày 6 tháng 3 ngày 19 này thì chắc chắn anh em rằng những cái cục hiền tinh 8, 9, 10 thì cực kỳ hiếm. Thì từ những hiền tinh 5, 6, 7 thì chúng ta có thể ép được những cái trang bị đồ tím rồi anh em. Nên là Khải muốn ép test thử cho anh em xem ở cái hiền tinh 7 thì chúng ta muốn ép cái áo phòng thủ vật lý và phục hồi các kiểu thì xem thử nó có được mắt hay không nha anh em ơi. Và anh em đi theo video này giúp mình nha. Và anh em cùng trải nghiệm test thử như thế nào nha anh em ơi. Ok, bây giờ thì trước khi ép test thì Khải sẽ chuẩn bị một cái áo phôi số dân. Y phục Khải sẽ tạo cái áo đường giáp đi. Đó, Khải sẽ ép một áo phòng thủ lý để phục hồi nha anh em. Xem hết 6 dòng thử có được mát hay không nha anh em. Sẽ với hiền tinh 7 thôi nha anh em. Kim thêm một là thấy ok. Rồi sau khi có phôi thì Khải sẽ lấy đá ẩn hiền 1, 2, 3. Đá ẩn hiền 1, 2, 3 ok. Bộ này mọc vứt này, y vứt này, kim vứt này. Bỏ nó lại này. Hiền 2 này, 3 này. Rồi cũng không quan trọng vứt đi. Ok. Rồi xong. Đủ số cục hiện 1, 2, 3 và ẩn 1, 2, 3 họ. Rồi tiếp tục Khải sẽ lấy phôi. Khải sẽ lấy phôi ở trong cái đồ xanh này. Phôi thì lấy phôi mấy hôm Khải không. Phôi thì chúng ta lấy phôi nhẫn đi. Phôi nhẫn đi rồi. Ơi, nhẫn thì không có phục hồi, lấy phôi áo chứ. Khải sẽ ép cái phục hồi đầu tiên. Đó. Phục hồi đây, phục hồi trong đến phòng thủ nha anh em. Phục hồi nè. Phục hồi đầu tiên thì đến phòng thủ nè, xong đến sinh lực. Nội lực cũng được rồi, ok, nội lực. Rồi. Rồi, chúng ta rút thôi. Đỡ ép thì chúng ta sẽ rút làm phôi trước rồi đã. Cho bị hình đồ tím. Lấy. Khai lấy dòng phục hồi đầu tiên. Với hình tinh 7 thôi nha anh em, với hình tinh 7 thôi nha anh em. Còn phẩm chất thì tùy theo chúng ta rút và tùy theo phẩm chất của chúng ta thôi. Đó, Khải sẽ rút phục hồi đầu tiên. Phẩm chất 7 này, tiếp tục. Khải sẽ rút cây ẩn phòng thủ lý. Để rút ẩn phòng thủ lý thì Khải sẽ chuẩn bị cho mình khoảng 80 phục viên. Tại vì và 3 viên thị tinh. Ok. Full thị tinh để rút để cho có phẩm chất cao nè. Để cho có phẩm chất cao thì chúng ta ép cái dòng phòng thủ lý nó sẽ đơn giản hơn. Thì vì dòng phòng thủ lý là vòng khó nhất nên là chúng ta sẽ chịu khó đầu tư nó một chút. Rồi hiện tinh 7 này, ẩn 1 này, rồi chúng ta sẽ đợi 8 bình phục viên đại. 3 tử, 2 lục, 2 lam. Đó, đây là một công thức vào thực tiễn thì chắc chắn rất nhiều anh em sử dụng. Chúng ta sẽ full thị tinh. Hoặc là chúng ta có thể bớt thị tinh đi và thêm phục viên nhiều vào một chút. Chất máy này, phẩm chất 9, wow, ngon ngon ngon. Phẩm chất 9 là có cơ hội lên phòng thủ 25 rồi đấy. Tiếp tục thì Khải sẽ rút cái dòng nội lực 200. Nội lực 200, trước khi rút thì Khải sẽ chuẩn bị cho mình 4 bình phục viên. Rồi. Hiện 2. 4 bình phục viên này. 2 thì tinh này. 2 lục 25 cho nó bỡ chặt rương này. Thì viên cho full thị tinh đi. Full thị tinh liệu có phẩm chất 9 nữa hay không? Phẩm chất 8. Rồi ok. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy cái dòng thời gian chậm và sinh lực. Thời gian làm chậm và sinh lực Khải sẽ lấy phôi. Thời gian làm chậm Khải sẽ lấy cái nhẫn đi cho nó nhiều chỗ. Đúng hóa. Thời gian chậm đây ok. Rồi đến dòng sinh lực. Em chậm đến sinh lực đây ok luôn. Rồi Khải sẽ lấy hai phôi cuối cùng. Rồi rút thì Khải sẽ chuẩn bị 4 bình phục viên và ít thị tinh. Ê trời ơi, Nhầm hàng rồi. Mất đỡ chọc rương. Rồi
Hai sẽ rút dòng dòng hiện hai. Hiện hai nó ăn hai chứ. Ăn hai. Giảm chậm. Giảm chậm này. Giảm chậm bỏ 8 phút riêng đi. 4 rồi, và 8 rồi. 4 rồi. Để chia ra rút phần cuối nữa. Lấy này. Giảm chậm từ cái nhẫn này. Foil nên là chúng ta lấy cái gì cũng được nha anh em. Giảm chậm cố gắng lấy phương thị tinh cho nó có phẩm chất cao. Mấy dòng quan trọng lấy cho nó có phẩm chất cao. Đây, thời gian chậm nha. Phẩm chất 9 rồi, quá chắc rồi. Tiếp tục, khả sẽ lấy tiếp tục cái dòng sinh lực. Sinh lực và khả sẽ 4 phương thị tinh. 4 phục viên chứ, phương thị tinh. Nhiều sẽ được full thì tâm. Hiện 3. Rồi. Phẩm chất 9 luôn. Ôi, đa số là được full thì tâm. Cảm giác phẩm 9 rất là dễ dàng nè. Được full thì tâm cảm giác rất dễ dàng lên phẩm chất 9 luôn nè. Quá chất nè, chỉ cần hiện tâm 7 thôi. Chúng ta có thể được những cái foil phẩm chất 9 rồi. À, cái này có thể áp dụng vào thực tế là quá hay luôn nha anh em. Rồi, khả sẽ lấy một cái phôi thông pháp. Là cái áo. Đây, và chuyển hóa sát thương cũng được, không còn thông pháp đâu. Ok, khả sẽ lấy cái phôi chuyển hóa sát thương. Phụ duyên. Rồi. Phôi cuối cùng. Phôi dòng ấn 3 sẽ lấy chuyển hóa sát thương. Đọc full thì tên. Liệu có được phẩm chất 9 nữa hay không? Nếu phẩm chất 9 thì chắc chắn của anh em thì cứ như thế này mà chúng ta có thể rút được phẩm chất 9 từ cái cục hiện tinh 7 thôi. Đó, nó lên là 2 cấp anh em. Full thì tên, 4 phục viên và full thì tên. Rồi, ok. Đây là cũng dạng một công thức anh em này. Cái này là Khải không bỏ phục viên, không bỏ thì tên này. Phẩm chất 7 full thì tên, phẩm chất 9 này, full thì tên này. Cái này rút phẩm chất 8. Phun thị tinh này, phun thị tinh này, phun thị tinh này, đó. Đa số chúng ta sẽ được phẩm chất 9 khá là nhiều, thì là khá là thành công, khoảng 90% phẩm chất 9 rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đẩy vào quần áo xem thử liệu chúng ta dùng thực tế cái hiện tinh 7 vào trong thực tế sau khi open game thì chúng ta có thể có được những trang bị đồ mát hay không. Và đây sẽ là cái một cái video test cho anh em xem. Anh em có thể tham khảo sơ qua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khám nạm. Đầu tiên Khải sẽ khám nạm cái dòng phục hồi. Khải sẽ lấy cho mình 18 bình phục viên và full thị tinh. 16 bình phục viên chứ. Rồi, dòng đầu tiên. Phục hồi là một dòng khá là quan trọng, nhưng mà trong khi đó cái cục này mới phẩm chất 7 thôi. Nên là Khải muốn pha này phải nhiều thị tinh một chút, nhiều phục viên một chút. Full nha anh em. Rồi, phẩm chất 7, hiện tinh 7. Liệu có ra phục hồi 40 không? Hay là mid? Ok, phục hồi 40. Tiếp tục, Khải sẽ lấy thị tinh. Thế nên em Khải sẽ lấy tiếp tục phục duyên. Khải sẽ lấy 16 phục duyên. Và Khải lấy một lần luôn. Mỗi dòng Khải sẽ ép 16 phục duyên thôi nha anh em. Phục duyên thì nói chung thì hiếm thì cũng hiếm thiệt, nhưng mà với cái đồ này thì Khải thấy quá là nhiều rồi. 16 phục duyên mỗi loại. Sẽ lấy hết một lần, ép lần 5 cái cho anh em xem. Sáu sáu là 32. Khải sẽ lấy 64 là 72 phụng viên. 72 phụng viên là đủ. Rồi, ok. 16 này. 16 một lần ép này. 16 này. 16 này. Thiếu hai lần nữa. Phục viên này. Phục viên này.
muốn mình đó. Ê, chà chà chà. Sẽ ép luôn một lần như này. Nút này. Hai, bốn bên nữa. Hai xong. Hai bây giờ Khải sẽ ép dòng phòng thủ dẫn lấy vào xem liệu có được full 25 hay không. Với cục hiện tinh 7 này, cục phẩm chất chính rút ra từ hiện tinh 7 quá chắc luôn nha anh em. Rồi, full thì tinh 16 phụ duyên. Nếu mà thành công 25 thì cứ vậy mà chúng ta vào thực tế và chúng ta xử lý thôi anh em ơi. À, cho chắc kèo luôn đó, rút từ hiện tinh 7 thôi mà được cục phẩm chất chính quá chắc luôn. Rồi vô. Anh em đang xem video trải nghiệm này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ video ủng hộ nha anh em ơi. Và Khải sẽ làm nhiều video trải nghiệm ép khác cho anh em xem. Wow, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Rồi, chúng ta tiếp tục là dòng xin nội lực. Nội lực, ok. Hiện tinh 7 này, có phần chắc chị 8 này. Và cũng đỡ là 16 phụ duyên. Và full thiên tinh 2 lục 25. Dòng này là dòng nội lực nha anh em. 184, ok. Tiếp tục Khải sẽ phòng thời gian chậm. Thời gian chậm cũng sẽ là full thi tinh 2 lục 25, 16 phụ duyên. Đây rồi. Phòng chất 9 này, hiện tinh 7 này, 540 không? Ok luôn. Tiếp tục dòng sinh lực phẩm chất 9 luôn. Ok, Khải lấy thi tinh với lấy thêm thi tinh nữa. Thị tinh này. Rồi. Tiếp tục sẽ là dòng sinh lực nha anh em. Sinh lực phẩm chất 9 này. Rồi, 16 phụ duyên. 3 tử 2 lục 25. Đa số là nãy giờ full là đẹp quá đẹp anh em, thấy chưa? Phục hồi, phòng thủ, nỗ lực. Thời gian chậm nó với hiện tinh 7 thôi anh em. Với tinh 7 chúng ta có thể có được 170 đồ mắt rồi vậy. Nếu là vậy là khó rồi đó. Anh em kiếm cục hiện tinh 7 là khó rồi. Anh em đừng có báo mà hiện tinh 8, 9, 10 đừng có mơ anh em ơi. Sinh lực 180. Ok, quá là ngon rồi. Ok, dòng cuối cùng Khá sẽ ép dòng Khá sẽ ép vòng chuyển hóa sát thương. Chuyển hóa sát thương là nếu mà mát thì sẽ lên 10 anh em. Đầu tiên chúng ta mát chỉ có 10 mà thôi. À, chuyển hóa sát thương dòng ông 3 này, phẩm chất 9 này. À, cục hiện tinh 7 này. À, dòng cuối cùng này mày. Cuối cùng. À, mắt luôn, ok. Đó, à, anh em cùng trải nghiệm thấy như thế nào? Chúng ta đang trải nghiệm với thực tế 100% hiện tinh 7 và ép đồ tím thì cảm giác rằng đồ nó ra là full op nha anh em. Anh em có thể trải nghiệm và cùng tham gia trải nghiệm thử server Hành Sơn này như thế nào nha mọi người, sẽ bình vào 19 giờ ngày 6 tháng 3 hôm nay. Và Duy Khải xin cảm ơn em đã theo dõi hết video này và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video này giúp Khải nha anh em ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều, bye bye mọi người. Đây anh em cùng xem sơ qua set đồ của Khải. Đây là Khải set đồ Khải đập hiện tinh 10. Đây là Khải set đồ đập hiện tinh 10 nha anh em. Hiện tinh 10 full phẩm chất 10 với hiện tinh 10 thì nó khác cũng hoàn toàn với hiện tinh 7 nha anh em. Nhìn sơ qua. Đây là cái áo. Đây là hiện tinh 10 nha anh em. Hiện tinh 10 này. Đấy. Đây hiện tinh 10 full op nha. Còn đây là hiện tinh 7 này. Đây, hai cái nào cũng không có khác gì mấy nè. Chỉ thua nhau một xíu đó là dòng sinh lực thôi. Đó, anh em thấy chưa? Nếu mà anh em có hiện tinh 7 thì chúng ta cũng có thể sở hữu cho mình những trang bị đầu tiên mắt op như thế này. Đó, đây là hiện tinh 7, còn đây là set đồ khác hiện tinh 10, anh em cùng xem sơ qua trước khi kết thúc video. Đó, đây là hiện tinh 10 nha anh em. Hiện tinh 10 thì những dòng của chúng ta như là sinh lực lực nó sẽ khác xa hơn một chút, là khoảng mười mấy điểm thôi. Còn lại những cái dòng ọp bên dưới thì Khải thấy nó cũng như nhau thôi anh em. Nên là anh em đừng có mơ mộng mà xài đến hiện tinh 8, 9, 10 thì rất là khó. Hiện tinh 8, 9, 10 thì theo Khải nghĩ chỉ dành cho những đập những pha như là sát thương điểm ngoại công 50 này đó. Hoặc là sát thương vật lý nội công này nọ này đó. Thì nên dùng đến hiện tinh 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10 thì được. Còn những lại những cái dòng bình thường như là sinh lực, nội lực thì chúng ta nên dùng hiện tinh 7, hiện tinh 6 là ok rồi anh em. Với lại những dòng như là thời gian làm chậm hoặc là thời gian chón thì Khải nghĩ hiện tinh 7 là xài vô tư rồi anh em. Ok, và bây giờ video này Khải sẽ tạm dừng ở đây và bye bye mọi người nha. Bye bye anh em. Bye bye mọi người. Hẹn anh em ở những clip ép đồ lần sau. Ok.